Đây nhìn cho chị đây. Thôi marketing chị đi. Làm cái nào để chị thuộc về các em? Chắc chắn là Sang Liên cần cái này. Rất cần được cơ. Cho chị một cái deal trước đi để chị chốt luôn. Em có cái mức offer ở Cắt Sát như sau: 1 triệu đô cho 5%. Em cam kết với Cắt Sát nếu cuối tháng 3 2022. 2023 chứ. 23 chứ. Không đạt được cái điểm mà break even như tụi em nói với doanh thu á, cái cổ phần riêng của em á thì em sẽ return 2% cho cái việc đó. Em không dùng cổ phần của trong team nha, cổ phần của em sẽ trả phần đó. Bao nhiêu phần trăm cổ phần của một cái doanh nghiệp không có giá trị thì có giá trị gì đâu. Không xác, nên là cái giá em đưa ra như vậy hoàn toàn là nó không phải là ngáo giá, không phải là bất khả thi. Dự kiến cuối tháng này tụi em sẽ chốt một cái deal nó khoảng 5 triệu cho 25%. Cái công ty này họ chuyên về trong ngành công nghệ, họ đã hiểu, họ đã dùng, họ đối tác và họ mua đi, họ phân phối lại cho các khách hàng của họ trên cái bảng doanh nghiệp. Và các sát cũng biết đó, đầu tư vào cái sợ hãi nhất đó, là bị mất vốn. Cái thứ hai á, cái sản phẩm đó, nó dễ copy và bát. Tụi em cũng đã khắc phục được hai tình huống này. Bây giờ thời gian này tụi em phải tăng tốc cái doanh thu mà 500 ngàn em dự tính ở thấp nhất, thật sự là thấp nhất. Các sát ngủ quyết định. Tôi nhớ rằng là đã gặp các bạn để nghe giới thiệu giải pháp với tư cách là một khách hàng tiềm năng đúng không? Dạ đúng ạ. Vâng, và tôi cũng không nhớ là sau đó đã bàn giao cho ban công nghệ gì đó. Dạ. Nghiên cứu đề xuất. Đang là khách hàng của bên em đó. Đang là khách hàng rồi. Dạ. À? Dạ. À thế à? Ok. Dạ. Thì chắc là sắc bận quá sắc không để ý. Ở đây chúc mừng bạn, cái quan hệ của chúng ta nó vẫn đang tốt như thế thì cứ nên để nó tốt như vậy đi. Tôi đang là khách hàng rồi thì cứ là khách hàng đi. Và có thể tôi sẽ kiểm tra lại xem cái hiệu quả ở ngay bản thân doanh nghiệp tôi nó đang triển khai thế nào. Tôi sẽ có thể là nghiên cứu mở rộng thêm để giúp các bạn có thêm những cái cơ hội thị trường mới, khách hàng mới. Cho nên ở trong khuôn khổ của cái chương trình này với tư cách nhà đầu tư thì tôi không đầu tư. Các bạn có nghĩ rằng là tôi sẽ đầu tư với các bạn không? Dạ em nghĩ em tin là như vậy. Có. Thực sự tôi đang cần một đội ngũ công nghệ đứng bên cạnh mình. Tôi đồng ý đầu tư 1 triệu với 35% khi tái tụ được khách hàng, trừ tất cả các chi phí đi, còn lại chúng ta lại vẫn tiếp tục để cùng sở hữu. Có hoa hồng nữa cơ. Tôi sẽ hứa với các bạn là chúng ta đi với nhau với một cái đường dài. Em không có giảm giá.